Bí thư Huyện ủy Tân Hưng Nguyễn Thanh Tiệp cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ngành chuyên môn huyện Tân Hưng tổ chức đi thăm đồng thực tế để nắm bắt tình hình sản xuất của nông dân trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023. Đoàn đã kiểm tra thực tế diện tích lúa trên địa bàn xã Vĩnh Châu B. Vụ đông xuân này, xã Vĩnh Châu B xuống giống được hơn 2.200 hectare, hiện trạng lúa đang trong giai đoạn làm đồng. Vụ đông xuân 2022-2023, địa bàn huyện Tân Hưng đã xuống giống được gần 37.000 hectare lúa, hiện đã thu hoạch được trên 9.000 hectare, còn lại hơn 27.000 hectare, phần lớn đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đồng trổ. Qua kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng đề nghị chính quyền địa phương xã Vĩnh Châu B và các ngành chuyên môn của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân chủ động thăm đồng thường xuyên, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng trừ hiệu quả.